Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều tối hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì quay đầu giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,08%, giao dịch quanh ngưỡng 1.788,18 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.786,04 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.794 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ thời điểm này quay đầu tăng với tỷ lệ tăng là 0,26%, giao dịch ở mức 105,367 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,12%, giao dịch ở mức 23.900 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện tại cũng trong xuống giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,03%, giao dịch ở mức 2,888% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,28%, giao dịch ở mức 94,230 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng thế giới không biến động quá nhiều sau khi mà Mỹ công bố hai báo cáo quan trọng là chỉ số giá tiêu dùng hay còn gọi là CPI và chỉ số giá sản xuất hay còn gọi là PPI. Cùng với đà sụt giảm của CPI, PPI tháng 7 của Mỹ giảm 0,5% so với tháng 6. Đây là lần đầu tiên mà PPI đi xuống kể từ tháng 4 năm 2020 khi mà dịch COVID-19 bùng phát tại Mỹ. Mức giảm trên trái ngược với dự báo tăng 0,2% mà các nhà kinh tế của Dow Jones đưa ra. Trong một diễn biến khác, Bộ Lao động Mỹ ngày 11 tháng 8 cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 6 tháng 8 là 262.000, tăng 14.000 so với tuần trước đó. Ông Jalit Zakarari, giám đốc đầu tư tại Independent Advisor Agency cho rằng CPI tháng 7 là tín hiệu tích cực nhưng thị trường cần quan sát thêm các tín hiệu trong tương lai. Chỉ một tháng thì không tạo nên xu hướng cần theo dõi thêm. Nếu số liệu các tháng sau cũng cho thấy lạm phát giảm thì các chính sách lãi suất mới bớt diều hâu theo ông nói như vậy. Nhà quản lý quỹ đầu cơ Jim Cramer dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ nâng lãi suất thêm 0,5% trong tháng 9 thay vì mức 0,75% như nhiều người dự đoán vì ông cho rằng nước Mỹ đã đi qua đỉnh lạm phát. Phân tích về thị trường, theo ông Mickey McGrone, chiến lược gia tại Bloomberg Intelligence đánh giá, vàng có nhiều dư địa để phát triển trong thời gian tới. Kim loại quý có thể tiến sát ngưỡng 2.000 đô la Mỹ trên một ounce và duy trì mức hỗ trợ là 1.700 đô la Mỹ trên ounce. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Như quý vị và các bạn cũng đã biết trong phiên giao dịch sáng nay, vào thời điểm trước giờ mở cửa phiên này, giá vàng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 66,2 triệu đồng trên lượng, bán ra ở mức 67,22 triệu đồng trên lượng. Thời điểm này thì chưa có điều chỉnh về giá. Với vàng Doji thì niêm yết giá vàng ở mức 66,05 đến 67,05 triệu đồng trên lượng, giảm nhẹ 50.000 đồng trên lượng so với phiên giao dịch trước đó. Còn với phú quý SJC, niêm yết giá vàng ở mức 66,1 cho đến 67,1 triệu đồng trên lượng, không có thay đổi so với chốt phiên giao dịch trước đó. Thế còn đến thời điểm buổi chiều tối ngày hôm nay giá vàng trong nước biến động như thế nào? Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết từ ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Thời điểm này thì giá vàng SJC trong nước thì tiếp tục duy trì xu hướng tăng quý vị và các bạn nhé. Còn với vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì hầu như là không có thay đổi nhiều so với thời điểm buổi chiều ngày hôm nay, hiện tại đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.630.000, bán ra 6.730.000, tăng 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên một lượng. SJC Hà Nội và Đà Nẵng mua vào 6.630.000, bán ra 6.732.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.640.000, bán ra 6.740.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.660.000, bán ra 6.730.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 6.635.000, bán ra 6.735.000, tăng 25.000 ở chiều mua vào và bán ra.
Phú Quý SJC mua vào 6.635.000, bán ra 6.735.000, tăng 25.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.640.000, bán ra 6.734.000, tăng 18.000 ở chiều mua vào, tăng 25.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.665.000, bán ra 6.710.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.620.000, bán ra 6.720.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.615.000, bán ra 6.715.000, tăng 25.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 6.635.000, bán ra 6.735.000, tăng 25.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.640.000, bán ra 6.742.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, hiện tại tiếp tục điều chỉnh tăng, tăng 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra vẫn neo ở mức cao là khoảng hơn 1 triệu đồng trên một lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.630.000, bán ra 6.732.000. SJC Huế mua vào 6.627.000, bán ra 6.733.000. SJC Bình Phước mua vào 6.628.000, bán ra 6.732.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.630.000, bán ra 6.730.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.632.000, bán ra 6.735.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.630.000, bán ra 6.732.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.628.000, bán ra 6.732.000. Cuối cùng là giá nhẫn một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác, hiện tại tiếp tục duy trì xuống tăng nhẹ trong khoảng từ 21 cho đến 50.000 đồng trên mỗi lượng, hay là tăng trong khoảng 2.100 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhẫn bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.250.000, bán ra 5.340.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.240.000, bán ra 5.300.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và bán ra với hai loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.117.5000, bán ra 5.247.5000, tăng 4.900 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.790.4000, bán ra 3.990.4000, tăng 3.800 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 14K mua vào 2.905.2000, bán ra 3.105.2000, tăng 2.900 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 10K mua vào 2.025.3000, bán ra 2.225.3000, tăng 2.100 ở chiều mua vào và chiều bán. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.